thầy nhà. À, em từ miền Bắc khóc vọng vào à, Nam đêm cuối cùng mà than là rằng nghe chị ơi. Sáng mai chuyến xe định mệnh
con khóc, mẹ hai cháu khóc, nhà ba em thời khóc chị thời xa em. Đau khổ thanh tan khóc bà khóc mẹ khóc chị khóc người thân còn đời mới đó này nhà thời quá không ôi đau lòng em lắm chị ơi em kẻ bắt người nam kẻ nam người bắt đoạn tình cách xa chị ơi đêm nay tôi là ngày mai mất rồi mất bóng mất hình chị còn đâu nữa cái ngày chị em trông thấy nhau tan trời làm chi cảnh sinh tử để chị em ta kẻ còn người mất đau hoa lòng cho em chị ơi chị thank you.
có chùi bao mà giờ mất rồi, chúng con thở bơ vơ giữa chợ đời bốn. Thank you.
ở đầu là con gái thứ ba kèn khóc mẹ đêm cuối nhà cùng mà than rằng mẹ hiền mai này mẹ đã lên đường thiên cùng quay này con mất mẹ rồi mẹ thank you.
chiều chẳng thấy mẹ đâu mà thấy hình với ảnh bàn thờ khóc thương. Mẹ con nay lại xa cách tình thăm muôn đời. Mẹ ơi có khóc mẹ rằng ta nuôi trời làm chi cho cảnh thế này bà xa cháu mẹ xa con mà con lại khóc mẹ đoạn trường mẹ ơi. Đây nhà gia đình đông đủ thế này sao mẹ đành đoạn tình xa con ở mẹ ôi là mẹ ơi. Oh,
nhà nhà cuộc đời ai làm cái cảnh ở đâu thương mẹ mất con thời nước ngoài mẹ ngày trở về thăm quê hương đất tổ thì mẹ thời quá xa người kêu nguyên người cách xa nữa dòng trái đất thân yêu mà ngày trở về thăm mẹ bằng hai cốt thân thương mẹ ngã ra sầu trong thảm khóc vọng từ nước ngoài về miền Nam đất Việt khóc trước quan tài mẹ rằng mẹ ôi là mẹ
xót thương ai bày ra cái cảnh biệt ly thế này.
Thank you.
còn thương thêm hơn cả. Thời thân đàn em
quán tăng viên về tội tứ kiến và diệm qua hồng liên nam mô tăng lương thiện tăng nam mô tăng lương thiện bồ tát nam mô tăng lương thiện bồ tát nhất tâm phụng thỉnh phục vì tiếp độ phá vàng hương linh phục vì hương linh phật tử tu bà hoan thi theo thọ tam quy giới pháp danh đồng nghiêm hưởng thọ bát học nhật tuế vạn ư kỷ mão niên lục hoạt thập thức nhật lương thời mệnh chung quyện chân linh trượng thừa tam bảo thính pháp văn kinh tốc xả mê đồ siêu sanh tần đồ cuộc phù sinh như bọt nước nổi rồi chìm cành bóng đẹp đương tươi sống về đây hương mùi cam lồ mì vị thỉnh pháp văn kinh tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ nam mô lên tự tại bồ tát nam mô lên tự tại bồ tát nam mô lên tự tại bồ tát ai non màng thân sống ở cõi trần nhân viên mãn trở về quê cũ hỡi ơi trăng hôm qua sớm xứ là thàm thế gửi thân sừng già thân cô lạnh lẽo hồn hồ địa phải hùng trong mộng kiếp phù du than khóc dưới đèn chiều hiếu chú kiên thành trà trăm xa tuần cũng trà khai tháng đàn lễ hương linh nhị bái nam mô cam lộ dương bồ tát nam mô cam lộ dương
cái tên mẫu tử đồng đồng trong tha thiết đại nghĩa sanh thành con chưa trả xong cơm bắt đất giảm phé mùi thường về ráo từ ẩn con thảo cháo thảo hết giả dân nào hiến phán à thời thang đàn lễ hương lên nhị à dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh phục nguyện kỳ siêu tiếp độ hóa vạn hương linh Phật tử của bà Hoàng Thị Tèo Tuần. Trời thân đảnh lễ hương linh nhị bái Nam Mô Cam Lô Dương Bồ Tát, Nam Mô Cam Lô Dương Bồ Tát, Nam Mô Cam Lô Dương Bồ Tát, hương linh tứ a bái. Thank you.
truyền quá phản ơn đơn hoàng thị đã thọ tăng đi giới pháp dân lần như lượng thọ tháng tháng tuổi mười bảy tháng sáu năm kỷ mão nguyện hương hồn phượng pháp ca lai đá hoa linh phật tỳ đà tham siêu dương tới ba giới chúng sanh về thành phật đạo nam mô cúng dường bồ tát nam mô chúng sanh tiên bồ tát nam mô nhân cách thank you.
Thank you.
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ già ở tấm lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành già con. Mẹ già đầu bạc như tơ, lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi. Con ơi cho trọn hiếu trung, thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy. Dòng sữa mẹ cho ươm ngọt cuộc đời, con mượn nắng mai hồng cho ấm áp tuổi xanh, một là một bông hồng dâng tặng là tặng mẹ yêu, và trời cao biển rộng xin gửi là gửi quê nhà. Tình này mãi mãi, con mãi mãi biết ơn. Con xin dệt cung đàn, muôn tiếng thơ dịu dàng. Con hòa khúc ân tình, như sông vỗ triền miên. Tặng là tặng cho mẹ, tất cả là cả tình yêu. Tình mẹ mãi mãi xanh khung hát yêu thương. Con xin vòng tay mẹ đưa bước con vào đời. Con nhờ tiếng ru hời, dù giấc ngủ bình yên. Đường là đường muôn đời, muôn nẻo và nẻo gần xa. Tình mẹ luôn ấp ủ, xin là màu nắng chan hòa, cho đường đời soi ngã nên ấm áp hương. Người dân quê Việt Nam đã diễn tả dáng vóc người mẹ, tình mẹ một cách hết sức giản dị, tượng hình và thực tiễn. Mẹ già như chuối chín cây, như xôi nếp một, như đường mía lau. Nhờ mẹ, những đứa con được sinh ra, lớn lên, biết được thế nào là tình nhân loại, lòng từ bi bác ái. Cho đến khi lớn khôn, nghe lại tiếng ru bồng, ru bồng, ru bông. Mẹ ru con ngủ, mẹ rông lên làng, mới thấy lời ru ấy đã đi vào ký ức, thấm vào dòng máu con tim. Tuổi thơ ấu đã đi vào dĩ vãng xa xôi, nhưng giọng ru ngọt ngào của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai. À á ơi, mẹ ru con nè, câu thơ ngọt ngào, hương quê đậm đà, tình mẹ thương con. Con nghe mẹ, lời mẹ khắc sâu trong tim, luôn luôn nhớ đời, dù bao năm tháng chớ nào dám quên.
quan tiêu nguyện hương linh Phật tử phụ bà hoàn thể để pháp danh đồng nghiêm đắc độ cao siêu kỳ toàn giá quyến đặng hạ mang đại lạc thẩm siêu dương thời pháp giới chúng sinh tình dự vô tình. Got it.
na pa ya ta ya ya ni ya ta ji ni na wa te ji tam tam te ji kai kan de ji kai kan dam tam 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 bo lo pa pa sa me tu ta kin tu pi na we na chi we chang mon le pho me ta ji ta tu ta me sam lai pho dan la chung pho vam de ma sin pho ma u ma kai ki pho ma u tam đạo nên nên Phật tử tu và hoàn thi tiểu thọ tam quy giới pháp danh trọng nghiêm thượng thọ bát thập nhất thế vạn ngư kỷ âm siêu dương thái pháp giới chung sanh tình dữ vô tình giải công thành Phật nam mô A Di Đà Phật biểu diệu chân thế giới phải lạc bảo liên đà gia lễ tạ hương linh tế